chốt kèo thanh lý điều hòa di động Tazu 9000 BTU mọi người nhá. Ok, chào mọi người, thì buổi chiều hôm nay thì em sẽ lên video để chốt cho các bác kèo thanh lý hộ bác khách ở Quảng Nam. Hôm nọ em đã đưa video rồi, hôm nay em đưa lại mọi người nhá. Thì con này là con điều hòa di động 9000 BTU. Đấy, giá con này hiện tại em để cho các bác giá là 4,7 triệu. Hàng mới đập hộp mọi người nhá. Đây em lắp con máy full lên để cho một số bác chưa hình dung được, để các bác có thể nhìn thấy cái máy nhá mọi người nhá. Đây ạ, đây là phía sau nó là ống dẫn nóng đấy mọi người này. Đấy, dẫn nóng đây ạ. Đấy, con này thì công suất là 9000 BTU, chạy cực kỳ êm ái luôn. Con này nước sẽ tưới dẫn nóng bay hơi nước luôn. Đấy, quạt các thứ chạy rất là êm ái ngon lành nhá. Con này hàng mới đập hộp mọi người nhá, hàng mới đập hộp ạ. Đây các bác này, đấy, hàng mới đập hộp nhá. Đấy, con này thì bác Quảng Nam bác cái cọc 600, nhưng bác không lấy thì bây giờ các bác nào mà lấy con này em để các bác giá 4,7 triệu, giá cực kỳ tốt luôn nhá. Các bác chốt nhanh ạ. Con này sẽ có một cái deal rất là hời cho mọi người trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, hôm nọ thì em có, hôm mùng 1 thì em có định bớt cho các bác rồi, nhưng mà hôm đấy thì em bận đi làm nhưng không đi bận đi có việc không ở những cửa hàng, và hôm nay mới về thì em mới chốt lại mọi người nhá. Có mấy người hẹn mà em qua không ở cửa hàng, Đấy, thì cái bác nào mà chốt con này em sẽ để các bác giá là 4,7 triệu, giá cực kỳ hời mọi người nhá.